Vâng, xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay mình gặp một con xe Avalanche đời 2011. Con này Avalanche anh em mới gọi là lết béo đấy. Thì con này nó có hiện tượng là gì? Ga rất dài nó mới nổ anh em nhé. Đấy, chứ còn bình thường xe phun xăng điện tử chỉ cần bóp tay phanh, ấn đề là nổ ngay. Đấy, không cần phải ga gì cả. Đấy, nhưng con này thì có hiện tượng là ga rất dài mới nổ. Đây này, mình ga cho anh xem này. Anh em xem nhé. Ga rất dài nó mới nổ. Đấy. Cái này thì nói chung là qua quá trình mình cũng sửa chữa nhiều xe thì mình thấy rằng cái nguyên nhân chính của nó và cái hiện tượng mà ga đè ra hay mới nổ như thế này thì nó thường là ở áp bù đốt anh em nhé. Đấy. Con này là một là gì, có hai nguyên nhân xảy ra. Một là nấm bị kênh cháy. Đấy. Thường là bị rỗ nấm cháy. Hai là bị hơi mòn xi lanh piston rồi. Thì cái này thì chắc chắn là anh em phải nhấc đầu quà luôn rồi. Đấy, thì con này thì quay lại cho anh em tham khảo cái bệnh gọi là đè dài mới nổ của những cái dòng xe Honda. Thì đa phần mình gặp là do bị gì, áp bù đốt anh em nhé. Đa phần là do áp bù đốt phần lớn nhé, chứ không phải là toàn bộ. Nhưng mà tóm lại mình gặp thì nó là phần lớn là do áp bù đốt. Thì cái hiện tượng là gì, phải đè dài ra mới nổ. Như vừa rồi mình đè anh em nghe thấy đấy, thì mình gặp rất nhiều con xe bị như thế rồi. Thì để mà nhanh kiểm tra loại trừ nhanh, anh em đo ngay cho mình áp bù đốt để nó đỡ mất thời gian nhé. Đây này, mình đo áp bù đốt cho anh em xem nhé. Đấy, xem là nó được mấy cân. Những cái dòng xe Honda thì đại đa phần đấy, mình kết luận lại là nó hay bị ở áp bù đốt. Thế nên anh em cứ tháo ngay cái buji, anh em cho ngay mình cái đo áp bù đốt vào để mình kiểm tra cho nó nhanh nhé, đỡ mất thời gian. Đấy, kiểm tra phải nhanh chóng. Đây mình cắm áp bù đốt và mình đo để cho anh em xem nhé. Thì riêng làm xe máy ngày nay thì cái tối thiểu nhất là anh em phải có cái đo áp bù đốt và đo áp bơm xăng, đúng không ạ? Còn anh em nào có điều kiện thì phải mua máy đọc lỗi. Đấy, những cái thiết bị gọi là thiết yếu, không thể thiếu được với một người thợ sửa xe máy ngày nay anh em nhé. Đấy. Đây thì mình cắm cái đo áp bù đốt rồi, mình đo để cho anh em xem. Thì cái phương pháp đo áp bù đốt thì mình thấy cũng nhiều cái video chia sẻ rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ mình chỉ nói lại qua cho những anh em chưa biết thôi nhé. Đấy, còn những anh em là biết rồi thôi. Thì khi mình đo áp bù đốt thì mình gì, phải vặn hết tay ga anh em nhé, phải vặn hết tay ga như này để mục đích là mở hết bướm ga để cho lưu lượng khí vào là lớn nhất anh em nhé, chứ không được là để tay ga đóng này anh em đè thì nhiều khi là gì, sẽ bị sai số. Đấy, chắc chắn là sẽ sai số vì bướm ga bị đóng. Đấy, cho nên là kinh nghiệm lưu ý những anh em chưa biết là gì, khi mình đo áp bù đốt thì bắt buộc là gì, mình phải vặn hết tay ga nhé. Đấy. Mình vặn hết tay ga và mình đè. Một là đè máy mà hai là nổ máy. Thì thường thì mình dẫn cần khởi động thì nó sẽ gì, nó sẽ khỏe hơn. Thì đây mình tiến hành mình đo cái áp bù đốt của cái xe này để cho anh em xem. Đây mình cho nó gần vào nhé. Đấy. Thì với những cái dòng xe này thì áp của nó thường là nó tối thiểu nó phải được 90 cân. Đấy, anh em nhé, nó phải tầm 90 cân. Nên mình đè cho anh em xem. Đấy, anh em nhìn chưa? Con này nó còn chưa được 4 cân. Đấy, vậy thì vừa rồi nó nổ được là cũng là quá là giỏi rồi đấy. Đấy, chứ còn con này nó còn chưa được 4 cân anh em nhé. Đây này, 5 cân ở máy đây. Đấy, mà con này nó chưa được 4 cân. Đây, lên vạch này nó mới được 5 cân. Đấy, thế mà vừa rồi mình đè, mình kéo ga lên mà mình gọi là ép cho nổ là vẫn nổ được. Đấy, nhưng mà cực kỳ khó nổ luôn. Đấy, khách hàng thực chất là cũng cách xa nhà mình mà sao gọi là cũng cố đè mà nổ mà đi được đến chỗ mình để mình kiểm tra cho. Đấy, thì cũng là rất là may mắn. Đấy, chứ còn nếu mà nói bình thường như cái trường hợp này là gần như là không nổ được anh em nhé. Đấy, thì đây là một cái ban mà có thể nói là rất hay xảy ra ở trên cái dòng xe Honda. Đấy, những cái con xe mà anh em gặp cái hiện tượng mà gì, đè dai mới nổ nhá, đè dai mới nổ được, thì anh em kiểm tra ngay cho mình gì,
áp bù đốt anh em nhé. Đấy, kiểm tra cho ngay mình ngay cái áp bù đốt vì nó rất hay bị xảy ra cái hiện tượng này. Và với cái hiện tượng như này thì không còn cách nào khác là gì, anh em phải tháo ra để anh em làm thôi. Cái điều đó là điều không thể nào, gọi là mình không thể cho tí dầu vào đây gọi là để nổ máy tạm thời rồi nó lại lặp lại ngay anh em nhé. Tốt nhất là mình gì, tư vấn khách hàng là phải gì, tháo ra đấy để mà làm cho nó triệt để tận gốc đấy, cái nguyên nhân bị mất áp bù đốt này đấy. Hai nữa là anh em phải có một cái thiết bị đo để anh em kiểm tra cho nó nhanh nhé. Đấy thì hai nữa là gì, ba thứ ba là anh em gì, trong quá trình anh em đo áp bù đốt thì những anh em chưa biết thì lưu ý là gì, khi mình đo áp bù đốt thì mình phải gì, quá trình mình đo mình phải vặn hết tay ga nhé, mình phải vặn hết tay ga này gì, mục đích là cho bướm ga mở hết tầm đấy, mở hết cửa gió ra đấy, thì lưu lượng gió vào là lớn nhất thì lúc đấy mình đo gì nó mới chuẩn xác. Còn có những anh em đo nhưng anh em lại không mở hết bướm ga ra này, em đo thì sẽ bị yếu, thì có khi nhiều khi này ta chẩn đoán nhầm đấy. Đấy là cái lưu ý cho những anh em chưa biết nhé. Đấy, cho nên là gì, khi anh em đo là anh em phải gì, kéo hết tay ga để cho bướm ga mở ra là lớn nhất để lưu lượng gió vào là gì, nhiều nhất đấy. Xong anh em đo đấy, mình đo lại một lần nữa cho anh em này. Đấy thì mình đang nói là cái về cái con xe này thì nó đề dài như ban đầu đấy mà sao nó lại nổ được mới là tốt, chứ còn mình thấy là những cái dòng mà nó còn có bốn, chưa được 4 cân này mà nó nổ được thì cực kỳ khó luôn em nhé. Đấy, này, không thể lên được nữa này. Để không lên được, đây mình xả áp ra mình đo lại thì không thể lên được nữa. Để đấy, anh em nhìn chưa, đấy nó sực được có bao nhiêu cân, 1 cân 2 cân 3 cân rưỡi, chưa được 3 cân rưỡi anh em nhé. Để mình zoom gần để cho anh em xem, còn chưa được 3 cân rưỡi luôn, thế mà vừa rồi nó nổ được thì thấy là cũng là cũng quá gọi là xuất sắc rồi anh em nhé. Đấy, chưa được 3 cân rưỡi đấy mà vừa rồi mình gọi là ga dài để gọi là ép nổ mà còn nổ được đấy. Thì với cái trường hợp này thì như vừa mình nói đấy, thì anh em gì lưu ý là cái bệnh gì ga dài đấy, đè dai ở cái dòng xe Honda thì anh em cho mình ngay cái độ áp bù đốt và anh em đo ngay để anh em chẩn bệnh cho nó nhanh đấy. Sau đó nếu mà áp bù đốt mà khỏe rồi thì anh em mới đo đến gì, áp bơm xăng đúng không ạ, đấy để cho nó đã mất thời gian. Bởi vì cái bệnh đè dài là gì, gần như mình gặp rất là nhiều là do gì, áp bù đốt đấy. Và cái phương pháp đo thì nó là như thế. Thì con này thì khách hàng để đây để cho mình gọi là gì, làm nhấc máy ra để làm hơi thôi đấy. Thì tí nữa mình sẽ nhấc thì mình cũng chia sẻ cái gì, cái ban bệnh của những cái dòng xe Honda này là rất hay bị như thế, là cái hiện tượng thì là như vậy anh em nhé. Đè dai rất khó nổ, phải đè dai nó mới nổ là một đấy. Hai là khi mà bị hiện tượng như thế anh em cho mình ngay cái áp bù đốt và anh em đo ngay để cho đỡ mất thời gian, loại trừ nguyên nhân nó nhanh đúng không ạ. Đấy, thứ ba là cái phương pháp đo thì anh em phải vặn hết tay ga lên thì anh em đo nó mới chính xác nhé. Đấy, còn anh em mà không vặn hết tay ga lên thì cái lưu lượng gió vào nó rất là ít thì anh em sẽ dễ bị chẩn đoán sai. Đây là cái phương pháp đo áp bù đốt là như vậy nhé. Thì con này thì bây giờ mình tiến hành mình gỡ máy ra mình làm. Đây con này ở đây là cái tụ đây, cái tụ này là chuột cũng đã cắn anh em nhìn, để chuột cắn gần hết cái cao su luôn, hết cái cao su luôn mà vào cái phần giấy bạc của tụ này anh em này, trắng ra đây này. Đấy, phần dây bạc của tụ trắng này. Mà cái tụ này mà khi mà hỏng ấy thì anh em ắc quy nó hỏng thì cái tụ này nó thay thế tạm thời cái ắc quy. Nhưng mà cái tụ này mà hỏng thì mà lại ắc quy mà hỏng nữa thì đạp rất là khó nổ, hoặc là nổ lên ga nhưng không lên được đâu nhá, sẽ tâm tịt. Cái tụ này nó là thay thế cái ắc quy tạm thời trong quá trình không có ắc quy hoặc là ắc quy bị gì hỏng. Đấy thì nó có chức năng như thế. Đây là cái tụ điện nhá. Chuột cắn hết. Đấy. Thế còn cái đây có một lần mình chia sẻ rồi, cái này chính là cái điện trở của đèn phanh anh em nhé. Đấy vì đèn phanh cái dòng này là đèn led mà, nên khi ta bóp tay phanh thì cái được chia nhánh ra thì nó cái điện trở này tiêu thụ bớt một lượng điện đi ở cái con điện trở này, cái điện trở này để bảo vệ đèn phanh anh em nhé, để nóng dãy rồi mình đè dài nó nóng dãy. Đấy mình chia sẻ một cái video cái con điện trở này tác dụng của nó rồi. Đấy thế thôi. Thì cái video này mình cũng chia sẻ với anh em như thế nhé. Thì mình cũng xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.